Chuyện tình yêu có mấy ai biết được ngày vui, mấy ai biết được ngày buồn. Ước mộng ban đầu đẹp tựa bài thơ, bao yêu thương sâu trong mơ. Ngày tình yêu đến em đâu mơ ước sâu sang, chỉ mong sao được hạnh phúc sớm hôm vui vây bên nhau, chia sớt buồn vui bao sông tố trong đời, nguyện bền chặt câu lứa đôi. Ngờ đâu yêu thương xưa vội tan khi anh đi không trở về, mang theo bao nhiêu ước mơ. Chuyện tình yêu ai biết đâu ngày sau, khi con đò xa bên đê từng đêm em khóc thầm. Rồi mai em biết đi về đâu khi thân em đã lỡ làng, lời đau thương chót mang. Phận làm con chữ hiếu con nặng mang, nên yêu thương đành giấu kín cho quên đi những muộn phiền. Một con một bóng đây nè ba. Con Tim à, cậu ấy sao rồi con? Anh cũng chưa tỉnh nữa tía. Trời ơi, sao tự nhiên lại xui xẻo vậy không biết nữa à. Tội nghiệp, cậu ta hiền lành vậy mà gặp toàn chuyện gì đâu không à. Mà ủa con, tía cậu ấy vô chưa? Dạ, ba ấy mới đi ra ngoài đó má. Rồi ông có nói gì con không? Bác ấy lịch sự lắm. Vậy hả? À, má có nấu món cháo bồ câu nè. À, cái này á bồi bổ sức khỏe cho người bệnh đó. Khi nào mà cậu ấy tỉnh á, con lấy cho cậu ấy ăn để hồi sức nha. Nhớ cho nó ăn nghe con. Con biết rồi tía má. À phải rồi, hình như là bác Bảy cũng chưa có ăn gì hết á, để con lấy cho bác Bảy ăn. À vậy thôi cũng được. Tía má, ngó anh hai giùm con nha. Còn đem cháo xuống cho bác Bảy. Con đi con. Dạ. À con, nó tỉnh dậy chưa con? Dạ thưa bác, tía má của con có đem cháo bồ câu lên, ba ăn một miếng để lấy lại sức. Con ngồi đi. Bác ra ngăn một chút đi. Anh hai mà vậy, anh thấy bác tiều tụy, anh cũng đau lòng lắm. Hay là bác về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì con chăm sóc ảnh, khi nào ảnh tỉnh lại con gọi điện báo cho bác biết. Bác mới vừa về, con nghĩ là bác còn trái múi giờ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi, chứ bác cứ như vậy làm sao mà chịu nổi. Anh cho ảnh mà tỉnh lại thì con nhất định sẽ rời xa ảnh. Con không ở bên cạnh ảnh đâu, bác yên tâm đi. Con à, ủa má ơi, sao rồi thằng cho anh, sao rồi
Ảnh chưa tỉnh nữa má ơi. Chưa tỉnh nữa hả? Dạ. Chà, nặng dữ hả? Liệu nó có sống không vậy? Bà còn cái câu hỏi nào hay hơn câu hỏi này không? Thiệt tình. Bé Hai nó nói là thằng John nó chưa tỉnh, cho nên tôi mới lo lắng vậy thôi. Ông làm gì mà ông khó chịu với tôi quá vậy? Bé Hai nè. Dạ. Mà thằng John nó có xỉn không? Dạ có má. Con nghe nói á, lúc mà chị Hạnh cứu ảnh lên á, thì người của ảnh toàn bụi rượu không à má. Vậy có khi nào nó buồn tình rồi nó uống ra say xỉn rồi nó té xuống ruộng không? Chắc là vậy rồi má. À, ủa rồi có anh Bảy ở trong không vậy? Ờ có. Rồi có con Hạnh ở trong luôn hả? Có. Có luôn. Ừ. Ông à, có khi nào á là quỷ kế của tụi nó không? Rồi để mua chuộc cái lấy lòng anh Bảy á. Tự nhiên sao mà thằng cho nó té, vừa lúc đó có con Hạnh nó cứu. Bà ơi, bà coi phim nhiều quá rồi, trí tưởng tượng của bà phong phú ghê á. Có ai mà đeo cái mạng sống của mình ra mà làm cái chuyện mà nghịch lý vậy không bà? Thì ai biết được, biết đâu nó mua chuộc bác sĩ luôn rồi sao? Nói chuyện với bà nói ra đó, nghe là thấy không ai làm chuyện tào lao đó đâu bà. Mà bây giờ bà cũng cẩn thận nha, bà đừng có ép duyên con mình hoài nha ha. Rồi có ngày nó xảy ra chuyện, lúc đó bà hối hận là mọi chuyện đã muộn rồi nha. Trời ơi, ông nói tầm bậy tầm bạ quá. Thôi thôi, đi vô trong đi. Mệt bà ghê. Có ông ta. Có bao giờ con bé Hai nó nghỉ quẩn rồi nó uống rượu say xỉn, nó té xuống ruộng. Trời, làm gì có chuyện đó. Không có đâu, không có đâu. Tao khổ quá mẹ ơi. Má tao á, nhất định không cho tao gặp anh Tâm nữa. Nếu mà tao với anh Tâm không có cưới nhau được, chắc là tao đi tu luôn á. Ủa cô, cô cho con hỏi nhà trọ của cô. Cậu có sao không vậy? Dạ không sao đâu bác, chỉ là vết thương ngoài da thôi à. Có cần phải đưa cậu vô trạm xá không? Dạ thôi được rồi, bác lên xe con đưa bác về. Thôi được rồi, tôi đi về một mình được mà. Cậu về nhà băng bó vết thương đi. Dạ. Mẹ. Trời ơi, con gỗ này nó quá đáng lắm đó. Thiệt là quá đáng. Mỏi chân quá. Con mỏi chân thì con ngồi xuống đây con nghỉ, chứ sao mà con cứ cằn nhằn tí hoài vậy? Trời ơi, sao không vào cà phê máy lạnh? Ở đây sao mà ngồi được? Con không chịu được. Nè nè, con có thấy không? Ở đây á là đồng ruộng sông nước không à. Cà phê máy lạnh ở đâu mà có con? Con đang khát nước. Con khát nước thì có nước nè con nè. Nước này không uống, con muốn uống đá kìa. Trời đất, nước thì có rồi, giờ con đá tí một cái thôi, chứ đá đây đâu mà có con. Đi cổng con luôn đi, con không đi được nữa. Trời đất ơi. Ôi dạ. Sao không con? Dạ dạ. Ông nhìn là tôi té hả? Cô dám kêu tôi là ông già hả? Tôi chửi ông đó. Tôi nói cho cô nghe nha, bây giờ tôi không có nhìn cô nữa đó. Nếu ở Mỹ tôi kêu police tới tống cổ ông rồi nha ông già. Cô thiệt là quá đáng đó. Thôi giờ ông cõng tôi đi. Nè, muốn tí cõng đó thì leo lên từ từ thôi nha, chứ tí già rồi đó. Mệt. Mệt. Ủa, hai người chơi cái trò gì mà giỡn con bộ vui à? Trời ơi, anh Bảy. Hả? Tôi gặp anh tôi mừng quá trời. Sao mừng? Tôi định qua nhà kiếm anh đó. Như vậy là hai người đang bàn cái chuyện đám cưới phải không? Cưới xin cái con khỉ móc xì. Ủa, con nhỏ này mà là con dâu tôi đó hả? Sao vậy? Tôi biết ý anh mà. Anh mơ có một con dâu ở nước ngoài lắm mà. Thôi 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 thôi, tôi không dám mơ nữa. Bây giờ tôi trả nó về cho anh. Vậy? Tôi ớn nó đã tận cổ rồi.
nó xấu xa, mà nó vừa kiêu căng, mà nó vậy vừa... mà đẹp vậy mà tôi xấu xa nó lắm rồi. Tôi gửi nó cho anh đó. Hả? Coi như là tôi với nó chưa từng gặp mặt nhau vậy. Đây nè, đây nè, đây nè. Nha, nha. Nè, nè anh, đứng lại coi. Sao vậy? Nè. Bé hai, dậy đi công chuyện cho má nè. Bé hai, dậy đem thuốc qua cho thằng Tâm nè. Má nói gì? Con có nghe lầm không vậy má? Không có nghe lầm. Đem thuốc qua cho thằng Tâm. Ờ, sao đem thuốc qua cho ảnh? Tại vì tao không muốn mắc nợ. Mắc nợ vô gì? Ờ, là sao? Má nói gì con không hiểu gì hết vậy? Có nghĩa là hôm nay tao đi đường, tao bị ăn cướp giật vỏ sách. Thằng Tâm nó ra nó giải cứu, nó đánh hai thằng ăn cướp để nó lấy lại vỏ sách cho tao. Nó bị thằng ăn cướp chém đứt tay. Vậy có sao không má? Rồi anh bị thương có nặng không má? Anh có chảy nhiều máu không? Bà, tôi chưa có nói hết, bà nhồi quá à. Chém phớt ngay tay thôi chứ không bị gì hết á. Cho nên nó tao mới kêu mày thôi, đem để con đem qua cho anh. Trời đất ơi, con này thiệt tình. Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà. Rồi đi con. Dạ. Rồi, tiền làm bác cảm ơn con nha. Con làm tốt lắm, nhờ con mà coi như là được nhiều việc lắm đó. Vậy mà việc đã xong chưa? Xong rồi. Mừng quá. Xong tập 1 à? Gì vậy bác? Anh nói chơi thôi, không phải như vậy. Xong hết trơn rồi. Con mừng quá. Hôm nay bác mời con bữa cơm, ăn với bác cho vui nha. Dạ. Em ơi, anh. Ủa? Trời ơi, anh có bị sao không vậy? Tay anh bị đau rồi, trên người có sao nữa không? Anh bị tàn phế rồi, bé hai có yêu anh nữa không bé hai? Bác sĩ nói tàn phế? Là anh bị dập xương nè, bị đứt dây chằng nè, bị tùm lum hết á. Bây giờ phải cưa cái tay, chứ không có để lại được. Cưa tay hả? Ủa, mà sao em thấy vết thương có chút xíu mà sao anh phải chặt cái tay luôn vậy? Thì cái mũi dao á, nó còn nằm ở trong á, nó chạy lên trên này rồi. Bây giờ phải chặt bỏ cái khúc này, chừa lại khúc này. Vậy là anh sắp trở thành quá nhi luôn rồi hả? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Thì anh làm quá nhi, em làm cô Long xinh đẹp, có gì đâu. Em làm cô Long thì được rồi đó, nhưng mà em không có muốn anh bị mất tay đâu. Thôi mình đi bác sĩ đi. Đi bác sĩ khâu lại cái tay đi anh. Em chở anh đi nha. Thôi bác sĩ gì, anh giận chút thôi à, chứ bị ngoài da không có sao. Thiệt không? Thiệt. Coi nè, trời ơi, làm gì mà dính cái lưỡi dao ở trọng. Có lưỡi dao ở trọng làm gì anh ngồi đây nãy giờ nói chuyện với em. Đau lắm á. Vậy hả? Làm người ta lo gần chết luôn à. Ủa bác hai, mà sao em biết anh bị thương mà đem thuốc qua vậy? Anh đoán thử đi. Lúc đó thì chỉ có anh, má em với hai tên cướp. Mà hai tên cướp thì không thể nào. Không lẽ là... Là má em đó. Là má em? Ừ, bọc thuốc nè, thuốc này cũng là của má em luôn á. Ôi, thì không mấy hay. Anh có nghe lộn không vậy? Má em á đã đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau rồi đó. Trời, anh có nằm mơ không vậy? Vui quá à. Có đâu. Chị là tía anh cũng chịu nè. Ừ. Rồi má em cũng chịu luôn rồi. Có sao không? Tại anh á. Không có sao đâu. Chỉ cần á hai đứa mình thương nhau, ở bên nhau được á, là anh cưa cái tay giống hồi nãy anh nói cũng được luôn á. Nói bậy. Sao quá anh ta? Cái tay đang đau mà bị ăn tán nữa. Thôi mà, xin lỗi thương thương. Không tay cái. Đau bên đây nữa. Ê, chỗ nào mới đau rồi nha. Đừng có xạo xạo à. Thank you.
thành vậy rồi hả? Anh, em mừng quá. Anh có biết là anh đã ngủ 2 ngày rồi không? Anh xin lỗi vì đã làm cho em phải lo. Cậu thấy trong người sao rồi? Dạ, con đỡ nhiều rồi chú. Thím có đem cháo cho 2 đứa nè, ăn đi cho nóng con. Dạ. Cảm ơn chú thím. Ủa, ba của cậu hai đâu rồi con? Tía ảnh ngủ ở phòng kế bên đó tía. À. Nè, khi nào ổng về á, con lấy cho ổng ăn luôn, má có nấu luôn cho ổng đó. Dạ, con cảm ơn má. Vậy à, cậu ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh có mệt lắm không anh? Không ngờ cuộc đời con nhỏ lại khổ như vậy. Tôi không biết đến khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với nó. Khổ ghê. Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Tôi nghĩ là chắc tại nó buồn cho nên nó mới tìm tới rượu, nên mới xảy ra cớ sự vậy thôi. Trời ơi, ông đã từng qua ông khuyên tôi á ha, là đừng quá khắc khe cái chuyện yêu của thằng Tâm Dương bé hai. Bây giờ tự nhiên ngăn cấm cái chuyện con Hạnh tội nghiệp người ta. Trời ơi, con Hạnh nó lỡ nó có chữa một chút thôi. Ôi trời, quên, nó lỡ nó có con thôi chứ có cái gì đâu, nó cũng là một đứa tốt mà, ngăn cản chi không hiểu à. Nhưng mà tôi nói cho hai anh nghe nè, rõ ràng là tánh của anh Bảy là tánh của anh rất là gia trưởng, dễ gì anh chấp nhận cái chuyện này. Ông về tới rồi. Chó gì mà kỳ cục. Ta ở đây bao lâu mà cứ bu bu hửi hửi thấy mà ớn à. Anh ngồi đi anh. Bảy. Ê, sao rồi anh? Ngồi đi anh Bảy. Nó khỏe chưa? Sao mà anh mua đồ gì dữ vậy? Đâu có đâu. Thằng John nó khỏe rồi, không sao hết đó. Vậy hả anh? Nhưng mà phải test lại, họ kiểm tra tùm lum tùm la họ mới cho về. Còn cái này mua vô tính cho nó ăn với mình ăn nữa. Trời ơi, mà anh mua cái gì vô cho nó ăn? Sứ mình lái gì? Thịt quay là số 1 rồi. Trời ơi, thịt quay mở không rồi, nó đang bệnh rồi, nó đang ăn vô rồi mở không rồi, nó trúng thịt nó chết rồi, lỡ có chuyện gì sao? Ta lựa thịt quay. Bảy nói gì kỳ vậy anh? Trời ơi, nói gì kỳ? Xin lỗi. Tự nhiên nói gì? Trời ơi, cho nó ăn cháo hay uống sữa gì đi chứ. Tôi nói cho anh nghe nè, lần này là phải cảm ơn cô Hạnh. Không nhờ cô Hạnh á, là giờ này là thằng John á, nó ò e rồi đó. Cô Hạnh coi như là người tái sinh nó đó. Bảy. Ở chỗ anh em tôi nói thiệt, anh đừng có giận tôi. Mà anh giận tôi cũng nói à. Thì nói đi, có biết gì đâu giận. Tôi nói thiệt, có gì đâu mà anh ngăn cấm tụi nó. Anh thấy không? Rồi anh. Con Hạnh nó làm gì nên tội? Nó có đứa con là ngoại ý muốn chứ đâu phải là nó muốn đâu. Nhưng mà tôi bảo đảm cho một câu nha, làm gì làm tôi hứa cho một câu là con Hạnh mà làm dâu nhà anh là tôi hứa cho một câu là nó rất là tốt. Đúng rồi, đúng đó rồi, đúng rồi. Nó chăm sóc gia đình, nó lo cho chồng con nó đàng hoàng nó thôi. Đúng rồi đó anh. Mở lòng ra cho hai đứa tụi nó đi anh ơi. Ha. Trời ơi, tội nghiệp tụi nó. Tình yêu thật sự mà anh. Nghe. Mà nó đâu có làm gì đâu anh. Nè, anh ba với ba đây nè. Nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu có làm gì đâu. Nó lỡ rồi kiểu như cuộc đời nó lỡ, nó có đứa nhỏ vậy thôi. Đây. Nè, giống như tôi nè. Đó, anh thấy chưa? Đó, anh coi nè. Cái gì vậy? Ủa, không phải bà. Đây nè. Không phải. Đây nè. Ê, dạ. Con chào. Thấy chưa? Hai đứa bay cảm ơn bác Bảy đi. Nhờ có bác Bảy đó nghe nên hai tụi bay mới ráp vô được đó. Với hai cha già này đó, nhờ có bác Bảy mới ráp vô được hàng gắn cho hai cha già này nè. Anh đã từng khuyên tôi với cha già này làm hòa với nhau. Rồi khuyên hai đứa này, hai thằng già này nữa, để cho hai đứa nó tới với nhau. Tự nhiên giờ anh chia đôi rẻ ghé hai đứa nó vậy thì anh có được không? Thôi anh tính mà anh ơi, mở lòng đi anh ơi. Thời ơi, thời buổi này rồi mà tính toán chi mấy cái nghe đó rồi. Mà gì đâu mà tấn công tới tấp gì không biết nữa. Không phải khuyên nữa không mà ý nghe không? Tôi khuyên này là khuyên thiệt. Nói cho anh hiểu mà nghe không? Anh nghe không? Nói đi cho anh hiểu. Ôi đủ rồi, trời anh không chịu nghe tụi tôi nói bây giờ rồi. Hiểu gì đâu. Dạ 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 d
cho em nói. Dạ anh ơi, nãy anh nói sai rồi. Chia nguyên rẻ thúy chứ không phải chia đôi rẻ nghe. Dạ đọc gì nói sai. Dạ rẻ nghe. Rẻ thúy rẻ nghe gì kệ ta. Dạ. Có giọng em nói là có hiểu hay không kìa. Đúng rồi, hiểu. Vậy là mày hiểu phải không? Bình tĩnh để cho vợ tôi nói. Hãy giải quân đệ, dạ cho em nói. Nói đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Nãy giờ mấy anh nói mấy anh đói rồi phải không? Mấy anh nghe đôi trẻ trình bày những món ăn mà đôi trẻ sắp sửa nấu cho bố anh ăn nè. Hai con trình bày món ăn. Dạ, dạ. Nói đi coi con á. Toàn là nấu những món đặc sản miền quê hả? Là mắm ruốc nè, mắm chua nè, mắm cá lóc nè, mắm cá sặc, mắm cá tra nè. Với lại gì nữa em? Ai, trời ơi, tụi bay muốn mấy chai già này lên máu hả? Sao vậy? Ấp lên hay sao mà kéo nhau cho ăn mắm vậy? Có nước. Dạ dạ có nước, con nấu có nước đàng hoàng, có rau luôn á bác. Dạ, con nấu gì? Lẩu mắm nè, lại gà pháo với mắm tôm. Đó, mắm không vậy? Bây giờ lẩu mắm đó có chưa? Đãi ông này, đúng rồi, đãi ông này. Ủa thèm mắm dữ vậy cha? Ê, có riêng món chuột nằm ngựa không? Có làm chuột nằm ngựa cho bác má mày không? Dạ, cho má không ngựa. Để con ra sau, con chiến mấy con đang khơi trận. Để cái đứa lên nghe. Ông thích nằm cái đứa chuột đó bác. Chiên mà, ai ăn đến nhờ. Vô chiên à, trời ơi. Chuột nó nằm ngựa thấy ghê lắm. Nè, nè, phơi xong cái nó nằm lại. Dạ, bây giờ xong chưa? Xong rồi, thiệt nha. Bây giờ kể quá trời mà không có món nào trùng với món thịt quay. Dạ, mời vô ăn. Vô. Vậy vô. Rồi, chuyện nói nãy giờ anh Bảy mở lòng đi anh ơi. Trời ơi, đừng có để mà chấp nhất vậy đó. Vô. Anh hiểu không? Rồi. Làm gì á? Sao anh đi đâu lâu vậy? Để người ta đợi muốn chết à. Cứ sợ có chuyện gì không nữa. Đừng giận mà. Biết sao anh tới trễ không? Sao vậy? Nè, xoài với cóc. Em thích anh nhất đó. Ngon không? Anh thấy ngon không? Ngon á. Ngon lắm á, em chấm đi. Ngon quá hả? Ơ, sao vậy? Không sao. Anh này. Ây chà. Ơ. Quá trời quá đất luôn ha. Dạ thưa bác chính. Tía, tụi bay bày đặt hẹn hò đây hả? Dạ không có. Tụi bay biến tại tao, đi theo tao về. Đi. Sao bây giờ? Lấy giùm em đôi dép đi. Mang vô. Đi. Nhanh lên. Con ngồi đi. Con chào bác. Bác có chuyện muốn nói với con. Con mệt lắm không? Dạ không, con cảm ơn bác. Con cũng biết đó. Bác cũng đang tìm một người vợ thật là ưng ý cho thằng hai. Qua chuyện vừa rồi á, con lo lắng cho thằng hai. Bác thấy là con yêu thằng hai thật lòng. Bây giờ mọi sự quyết định bác để cho thằng hai lựa chọn. Con biết là bác không thích con, bởi vì con đã có con. Nhưng mà con đã hứa với bác, sau khi anh John tỉnh lại, con nhất định sẽ rời xa anh. Và con sẽ làm. Con à, bác bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ rời xa anh John. Con sẽ trả tự do lại cho anh. Con anh John. John. Anh John. John. Con chạy theo đó đi con. Chạy theo đó đi con. Tụi bay vô đây tao biểu. Đứng lại. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Làm cái gì mà giống như mở cửa mã tao vậy hả? Tí uống nước tí. Đứng im nghe tí hỏi. Hai đứa tụi bay
quen nhau lại hồi nào? Đứa nào quen trước, đứa nào quen sau? Quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Cho tao biết coi. Con mới quen tiếp. Mới quen mà thân nhau như vậy đó hả? Dạ thôi, dạ chứ quen lâu rồi. Quen lâu rồi mà sao tao không biết? Dạ, dạ mới quen 2 tuần. À, dạ dạ không, mới quen lại tiếp. Dạ, dạ được 2 tuần. Dạ, dạ đúng 2 tuần, trời ơi. Mai xỉu rồi. Xỉu hả? Mai, mày cứ nó vậy coi. Sao Mai, đừng bỏ anh Mai. Nó giả bộ đó. Cô dậy cho em. Dạ, dạ thưa chú ông về. Ê, 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 con kia, đi đâu? Đi về sao đi đâu như nhà tôi vậy? Con em, quéo. Làm cái gì vậy? Tía đừng la nữa, Mai xỉu quá tía. Bây giờ nè, hai đứa đứng im, để cho tôi hỏi coi. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, nhưng mà sao không nói cho tía biết? Để cho tao mừng chứ hả? Tía nói gì tía? Tía nói là hai đứa quen nhau bao nhiêu lâu rồi, mà sao không nói để cho tía biết, tía mừng chứ hả? Hả? À? Tía làm con hết hồn tía. Thôi. Nè, bây giờ còn muốn đi về nữa không? Dạ không. Có ai ở nhà không? Cho hỏi thăm đi. Con Vũ Hạnh. Con Hạnh nè. Hạnh. Vũ Hạnh. Trời con ơi Hạnh ơi, mừng quá. Trời ơi con, bữa nay con đẹp quá. Vũ chút xíu nó nhận không ra luôn á. Vũ ngồi xuống đây đi. Con gặp Vũ con mừng quá. Vũ ơi. Hạnh của Vũ. Chị. Ôi chị, bao nhiêu năm mà con thấy Vũ cũng vậy à. Cũng thần trẻ và đẹp lắm. Con nói Vũ già nhiều rồi đó. Thôi hai người ngồi nói chuyện nha, để tôi đi chợ muối gì về nấu cơm ăn. Cảm ơn. Dạ, chị cứ đi đi. Dạ. Con thấy tía má con mạnh khỏe vậy Vũ mừng ghê vậy đó. Ủa rồi còn Gia Linh nó sao rồi, chắc lớn bộn rồi phải không? Dạ. Bữa nay nó lớn gì lắm. Vũ nó cao tới chừng này của con rồi nè. Cao vậy hả? Để con coi khi nào mà nghỉ hè cái con đưa nó về đây, nó thăm Vú, thăm ông bà ngoại của nó nữa. Thì vậy nha con. Vú chờ đó. Chuyện mà con với cậu Trôn đó. Hạnh à, Vú nói con nghe nè. Muốn có tình cảm riêng mình á thì không cứ gì con phải nghe lời người khác hết á. Con phải nghĩ tới bản thân, tới tình cảm của chính mình nữa chứ con. Với lại Vú thấy á, con đã sống rồi đã hy sinh cho người khác lâu nay nhiều lắm rồi đó. Bây giờ tới lúc mà con phải sống cho chính bản thân con, chính cuộc đời con đó, biết không? Đây. Ngồi anh. Vô đi. Vô cái gì mà vô? Anh đúng quá trời được kìa. Thôi không uống nữa. Để đây. Bậy. Uống như đây đâu có nhầm gì với anh đâu. Để anh uống đi. Anh cho anh hai. Thôi anh cho anh hai đừng có uống nữa. Uống rượu nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Đúng rồi đó. Anh muốn đi vô bệnh viện anh mới chịu hả? Bây giờ vô bệnh viện đối với anh không có ý nghĩa gì hết. Chết luôn cũng được. Không có Hạnh anh không tiếc sống gì nữa. Vậy giờ anh sao? Ảnh mà cứ vậy hoài là vô bệnh viện chắc luôn. Đến gọi chị Hạnh. Dạ. Thôi. Gì vậy đưa chai rượu đây. Không có uống nữa. Bây giờ đưa chai rượu. Alo. Ủa chị Hạnh hả chị Hạnh? Em bé hai nè chị Hạnh. Chị Hạnh qua đây liền giùm em được không? Anh cho anh hai á. Anh nhậu từ bữa giờ luôn á. Anh nhậu nhiều lắm. Dạ rồi chị nhớ qua liền nghe. Em đợi chị á. Đưa về rượu đây. Đưa đây. Thôi. Anh có đáng đàn ông không vậy? Bây giờ có đưa chai rượu cho anh không? Đưa đây. Buông ra. Anh Trân Buông ra. Trời ơi tôi bó tay với cái ông này luôn. Đừng có ai đếm xỉa gì tới anh hết á. Ê anh uống đi. Sao? Chờ xíu đi.
Giờ chai rượu nữa đây. Thôi không kêu nữa. Anh được uống nữa được không mà. Anh cho anh hai. Kêu một chai mau hết lắm. Kêu hai chai cho lâu hết. Ê em rượu lên lẹ đây. Anh uống như vậy hoài thì làm sao tập trung cho công việc được. Bỏ hết, không có tập trung cái gì. Không có hạnh. Không muốn làm gì hết. Vậy không tập trung lo cho công việc thì lấy gì mà nuôi mẹ con em chứ. Nè, anh uống gì mà dữ vậy? Em mới vừa nói gì? Anh có nghe lộn em không vậy? Em không tránh mặt anh nữa hả? Thiệt hả anh? Bảy hả? Ông khỏe không ông Bảy? Ông có chuyện gì không? Ông làm tôi lo quá. Lo cái gì? Bà hết sức bình tĩnh để nghe tôi báo tin nghe chưa? Ông làm gì vậy? Ông nói đại đi. Sao mà cứ úp mở hoài vậy ông? Mấy đứa nhỏ ở đâu rồi? Mấy đứa nhỏ nó ngủ hết rồi. Bên Mỹ bây giờ là khuya rồi ông à. Ông nói đại đi tôi nghe. Tôi muốn bà kêu hết tụi nó dậy cho tôi. Trời ơi, để cho tụi nó ngủ. Ông sao kỳ vậy? Bây giờ ông nói cho tôi nghe đi. Có gì tôi nói là cho tụi nó sao? Mà có chuyện gì ông nói đi. Bà nghe cho kỹ nè. Thằng Bảy nó có người thương rồi. Cái thằng nào? Ê, trời ơi, bà làm tôi rối tôi nói lộn luôn thấy không. Tôi nói thằng John, thằng hai của mình đó, nó có người thương rồi. Cái gì? Có người chấp nhận nó rồi hả? Cái gì đâu mà chấp nhận. Bà làm quá như con trai mà nó tệ lắm hay sao chấp nhận. Thương thiệt rồi nè. Nếu mà thuận buồm xuôi gió là coi như là năm nay làm đám cưới luôn nha. Ông nói thiệt đó hả? Mừng quá ông ơi. Trời ơi vui trời. Quá mấy đứa đâu. Cái miệng bà cứ la bài hải hoài à. Cũng sùng quá. Khuya rồi để con tôi nó ngủ. Ngủ cái gì nữa mà ngủ. Nhà đang có tin vui mà. Đó thấy không, thấy không, thấy không? Cũng bà không hồi nãy nói khác à. Bây giờ nói khác à. Thì phải thay đổi cho nó phù hợp hoàn cảnh chứ. À mà tôi quên nè. Mà con bé nào vậy ông? Quen hay lạ? Ở xóm trên hay xóm dưới? Mà con nhà ai? À, thôi. Mà làm gì mà bà vô giọng cổ dài hư vậy? Hỏi từ từ để tôi trả lời. Nghe cho kỹ nè. Hết sức bình tĩnh nè. Nè, con bé nó vừa lạ vừa quen. Mà quen mà lạ mới kỳ chứ. Sao ông cứ cà rỡn hoài vậy ông? Ông nói đi. Giờ nói nghe, bình tĩnh nghe nghe không? Ừ. Con Hạnh đó. Ông nói cái gì? Con Hạnh hả? À. Trời ơi. Vậy khoái chưa? Bây giờ mọi người đi em buồn. Cảm ơn con. Dạ. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào đám cưới em với Tâm, mọi người sẽ về tiếp mà. Phải đó. Vậy là anh hứa rồi đúng không? Vậy hả? Nhớ nha. Đám cưới mình á là phải đãi linh đình nha. Cũng như vừa thôi anh. Mà đám cưới á là nhất định phải có bác Bảy với lại hai anh chị. Đúng rồi nha. Chuyện này dễ, bà anh chắc vui dạ. Lắm à. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Chào bác. Chào anh. Chào nha. Chào chị. Giữ gìn sức khỏe nha. Rồi đi rồi. Chợ có hai. Có đầy đủ hết. Có ý chí. Khỏe không? Ai cũng có hết. Ai cũng có hết. Ừ.
Anh đây. Cảm ơn anh đã đến với mẹ con em. Anh sẽ luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con em đến suốt cuộc đời này. Đó cũng là niềm mơ ước của tía má và của cả nhà. Làm vợ anh nha. Ừ. Nhưng em có một ước nguyện. Em muốn đám cưới của mình sẽ làm ở quê nhà. Anh có đồng ý không? Đánh thức giấc mơ ngày xưa.